khi tham vọng dẫn con người đến vòng xoáy tội lỗi. Chuyện đốt đi trang phục mà chị dâu dự thi vẫn chưa xong đâu. Khi thủ đoạn nham hiểm ngược đãi một tài năng. Cô chẳng qua là đứa bé, mẹ cứ nhận minh đường, dựa vào gì mà tranh với tôi hả? Con và chị đều là con gái của mẹ, sao mẹ thương chị mà không thương con? Nàng lọ lem trong dung báo vẫn kiên cường như một bông hồng thép. Đón xem Vì Em Đã Đến 11:35 các ngày trong tuần từ ngày 7 tháng 11 trên TTV. Anh làm khi tình yêu không đủ lớn để cứu gia đình của anh, trái tim anh mệt mỏi và giờ không thể chịu được nữa. Sao anh lại bắt em đi trên con đường mà chính anh lại không muốn đi cùng em vậy? Hàm sao anh đã biến thành gỗ đá rồi. Hạnh phúc có thực sự đến với Alina? Không thèm lên tiếng. Anh đã không còn yêu em nữa rồi. Nếu như anh mà cưới Alina thì tất cả chúng ta sẽ phải chịu đựng những lời nhiếc móc của dì. Cái mà chị muốn sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Tôi thà cho Alina uống thuốc độc. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Chị Dâu Của Tôi phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Hậu quả của lối sống buông thả. Em giang anh, giúp em một lần này nữa thôi. Anh giúp em đi. Anh cũng định giết tôi mà. Anh định dắt cho anh bỏ vỏ hả? Anh làm tôi coi. Đâu rồi? Cái tao cần là một con đầy tớ cơm nước hầu hạ tao kìa. Sống với tao khôn hồn thì chỉnh đốn lại, nghe chưa? Nghe chưa? Hả? Tao dương tính giác y phê. Cái gì? Mày nói cái gì? Đón xem Trả Em Kiếp Này 20:30 các ngày trong tuần trên TTV. Những bất ngờ xảy đến trong lễ đính hôn của Huy và Mom. Làm lễ đính hôn mà giống như làm cho con ruột ấy. Tình yêu sẽ làm cho người ta mù quáng nên không nhận thấy sự khác biệt. Thành ra cậu không biết Montha và Montira cùng là một người. Giờ thì em đang vui lắm phải không? Vì em đạt được mục đích rồi. Cuối cùng cũng đánh lừa được anh. Montira và Montha là hai người khác nhau. Em coi tình cảm của anh chỉ là trò đùa. Không phải đâu anh Huy. Liệu rằng Huy và Mon có trở về bên nhau hay không? Không phải em cố ý muốn lừa anh đâu. Em cũng không muốn đem tình cảm ra làm trò đùa. Em làm như thế là chỉ muốn thử lòng anh. Hiện giờ ta Huy vẫn còn giận cô Mon. Chính em cũng phải chịu trách nhiệm. Em có hỏi đặt phòng. Nhưng lễ tân... Mời quý vị và các bạn theo dõi những tập cuối của bộ phim Ảo Mộng phát sóng vào 21:40 trên kênh TTV. Anh có thể cho em ngủ nhờ không? Ai cũng trải qua tuổi thanh xuân của riêng mình. 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới. Mậu Doanh, vẫn còn tới 1.778 ngày nữa em mới tới. Thì tôi hy vọng có tình yêu, hoài bão, ước mơ và những khó khăn thử thách. Em đã bàn bạc với gia đình của mình trước khi đưa ra quyết định này chưa? Dạ thưa thầy, em hiểu rất rõ tình hình kinh tế cũng như hoàn cảnh của gia đình em trong lúc này. Và em cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ trước khi đưa ra quyết định bảo lưu.
Tôi xin đừng nhận tội. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao lại nhận tội? Cho dù hai người thực sự chia tay nhau, nhưng mà nếu như 1/10 nguyên nhân là do tôi, thì tôi cũng không có cách nào để đối mặt với chính mình và đối mặt với Mộ Doanh hết. Bởi vì thực sự tôi không muốn mất đi bất cứ ai. Nhưng mà bây giờ tôi lại cảm thấy dường như mình đã mất đi tất cả mọi người rồi. Tất cả sẽ khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cùng thất vọng về em. Nhưng em xin anh đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm mà em dành cho anh. Được không anh? Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Dành cả thanh xuân để yêu em, phát sóng vào 21:40 từ ngày 8 tháng 11 trên kênh TTV.